Tối ngày 5 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức giải thưởng Asia Pacific Entrepreneurship 2023 là APEA 2023 đã công bố và trao giải cho các doanh nghiệp doanh nhân được vinh danh tại 4 hạng mục của APEA 2023 bao gồm doanh nghiệp xuất sắc châu Á, doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, thương hiệu truyền cảm hứng và doanh nhân xuất sắc châu Á. Được khởi xướng từ năm 2007, APEA là giải thưởng thường niên do Enterprise Asia, tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á, tổ chức nhằm vinh danh những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo xuất sắc có thành tích kinh doanh nổi bật, xây dựng doanh nghiệp thành công song song với việc tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội. Các hạng mục được đánh giá dựa trên các tiêu chí khắt khe và những khảo sát độc lập về doanh nghiệp. Với chủ đề Châu Á phục hồi, nắm chọn cơ hội, APEA 2023 khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng sức sống mới sau đại dịch và xem đây là thời điểm lý tưởng để khuyến khích sự tăng trưởng và phục hồi. Đáng chú ý, trong danh sách doanh nghiệp doanh nhân được vinh danh tại giải thưởng tầm cỡ châu lục này, tập đoàn TNT Group đã xuất sắc giành cú đúp danh hiệu, gồm doanh nghiệp xuất sắc châu Á Corporate Excellence Award và doanh nhân xuất sắc châu Á Master Entrepreneur Award dành cho cá nhân ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc tập đoàn. Đây là dấu ấn vô cùng đáng tự hào của TNT Group khi ngay trong lần đầu góp mặt đã xuất sắc được vinh danh ở hai hạng mục danh giá nhất dành cho các doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu. Đặc biệt giải thưởng này càng có ý nghĩa hơn khi mà năm 2023 tập đoàn TNT Group đã kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.